Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm thảo dược số 1 cho người viêm gan virus, men gan cao và xơ gan. Cam kết hoàn tiền 100% nếu sử dụng không hiệu quả. Paul Pogba muốn rời Man United ngay trong tháng 1 tới và bến đỗ mong muốn nhất của anh không phải Real như đồn đoán. Nguồn tin uy tín The Times khẳng định ưu tiên hàng đầu của Pogba là trở lại Juventus và anh sẽ tác động lên ban lãnh đạo MU để thỏa mãn mong muốn này. Mùa hè năm 2016, Pogba đã quyết định rời Juve để về với MU với giá 89 triệu bảng. Nhưng anh không tìm thấy niềm vui tại Old Trafford. Trong 4 năm khoác áo Juventus trước đây, Pogba đã trưởng thành vượt bậc và trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Anh cùng với Juventus vô địch Serie A trong cả 4 năm và được người hâm mộ câu lạc bộ này đặc biệt yêu thích. Cũng theo The Times, vấn đề lớn nhất trong thương vụ này là tiền. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của Juventus sẽ xem xét lại tình hình nếu họ có cơ hội mua Pogba ngay trong tháng 1 tới. Tòa án trọng tài thể thao CAS vừa ra phán quyết có lợi cho Barcelona liên quan đến vụ họ kiện câu lạc bộ Santos vì thương vụ Gabriel Barbosa. Theo đó, CAS vừa yêu cầu Santos phải đền bù 2,9 triệu euro cho Barcelona. Đội bóng Brazil sẽ phải trả khoản tiền này vì vi phạm thỏa thuận với gã khổng lồ xứ Catalan trong thương vụ tiền đạo Gabriel Barbosa. Cụ thể, vào năm 2013 khi mua Neymar từ Santos, Barcelona có cài một điều khoản phụ trong hợp đồng có thể ưu tiên mua tài năng trẻ vào thời điểm đó của Santos là Gabriel Barbosa nếu đội bóng Brazil muốn bán tiền đạo này trong tương lai. Theo giao kèo giữa hai bên, nếu Santos muốn bán Gabriel, họ có trách nhiệm thông báo cho Barcelona đầu tiên. Tuy nhiên, cuối cùng thì Santos đã bán Gabriel Barbosa cho Inter Milan. Do không tìm được tiếng nói chung với Real Madrid, trung vệ Sergio Ramos đã tính tới khả năng chia tay sân Bernabeu vào cuối mùa giải này. Thực tế, Ramos muốn khoác áo Real Madrid cho tới khi giã từ sự nghiệp sân cỏ. Nhưng cho tới nay, sau nhiều cuộc đàm phán, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa tìm ra giải pháp cho tương lai của Ramos. Theo tiết lộ của Onda Cero Tây Ban Nha, trung vệ 34 tuổi này bắt đầu nghĩ tới chuyện ra đi. Ramos đã ở giai đoạn xế bóng của sự nghiệp, nhưng trung vệ này vẫn muốn thi đấu đỉnh cao thêm nhiều năm. Hiện tại Real Madrid chỉ chấp nhận dạn hợp đồng từng năm một. Trong bối cảnh đó, trung vệ người Tây Ban Nha đã để ý tới lời mời của nhiều câu lạc bộ của Anh và Italia. Tiền đạo Harry Kane đã kịp chạm mốc kiến tạo có 102 đến thời điểm này của mùa giải. Sau trận Tottenham thắng Royal Antwerp, với đường truyền giúp cho Lo Celso ghi bàn, Harry Kane đã có tổng cộng 13 pha kiến tạo trên mọi mặt trận ở mùa này. Trong số này, tuyển thủ Anh có 10 đường truyền thành bàn ở Premier League, 2 ở vòng bảng Europa League và 1 ở vòng loại Europa League. Với 13 đường truyền thành bàn, Kane trở thành cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất đến thời điểm này của mùa giải, tính riêng ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu là Anh, Tây Ban Nha, Italia, Đức và Pháp. Chân sút 27 tuổi có nhiều hơn 3 pha kiến tạo so với người đứng thứ hai là Kevin De Bruyne. Tiền vệ của Man City có 10 đường truyền thành bàn ở mùa này. Dinamo Zagreb đã giành được chiến thắng 3-1 trước CSKA Moscow ở lượt cuối vòng bảng Europa League. Thắng lợi này giúp họ giành vé tham dự vòng knockout và có sơ đồ cả kỷ lục của câu lạc bộ Man United từng thiết lập năm 2011. Với việc đã giữ sạch lưới trong cả 5 trận gần nhất trước đó ở vòng bảng, Dinamo Zagreb đã trải qua suốt 495 phút trăng lưới trước khi phải nhận bàn thua tiếp theo tại đấu trường châu Âu. Đây là thành tích tốt nhất mà một đội bóng đạt được ở sân chơi nói trên. Trước đó, kỷ lục cũ thuộc về MU, đội bóng không phải nhận bàn thua nào trong suốt 482 phút ở Champions League cách đây 9 năm. Sau 6 lượt, họ thu về 14 điểm và không phải nhận thất bại nào, thắng 4 và hòa 2. Thành tích này giúp cho Dinamo Zagreb đi tiếp với tư cách là đội nhất bảng. Huấn luyện viên Frank Lampard đã bày tỏ sự đồng cảm với người đồng nghiệp đang chịu sức ép rất lớn là Ole Gunnar Solskjaer của Man United. Các huấn luyện viên ai cũng từng có những khoảnh khắc tuyệt vời và tồi tệ đan xen. Tôi nghĩ sẽ là sai lầm nếu mình đưa ra ý kiến về vị trí của Ole hiện tại. Tôi chỉ có thể nói một điều, dù là tôi, Ole hay bất cứ huấn luyện viên nào ở vị trí tương tự đều như vậy. Bạn không thể phàn nàn về điều đó mà chỉ đơn giản là tiếp tục công việc. Tôi chắc chắn rằng đây là chính xác điều Ole đang làm, cũng như tôi. Cuối tuần này, Man United sẽ có trận derby Manchester được dự báo đầy khó khăn với đội bóng cùng thành phố Man City. Theo một số nguồn tin tại xứ sở sương mù, dù Quỷ Đỏ có thua thì trước mắt Solskjaer cũng không bị sa thải. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm thảo dược số 1 cho người viêm gan virus, men gan cao và xơ gan. Cam kết hoàn tiền 100% nếu sử dụng không hiệu quả.